cho bạn một cái mẹo nho nhỏ để cho bạn xử lý cái máy tính của mình nó chạy một cách hiệu quả nhất. Thường ấy thì các bạn làm design chắc chắn là bạn nào cũng có máy tính rồi. Chăm sóc cái máy tính của mình nó là một cái mà các bạn nên để ý, bởi vì cái máy tính ấy nếu mà nó có vấn đề thì chắc chắn công việc của bạn cũng ảnh hưởng. Một cái vấn đề khá là đau đầu đối với những bạn mà sử dụng các phần mềm nặng hoặc là cài nhiều phần mềm cùng lúc, nó là cái vấn đề về đầy ổ C. Thường ấy thì ổ C của máy design nó phải trên 100 GB và nên dùng ổ SSD thì nó mới là chính xác, là nó đáp ứng được cái nhu cầu thiết kế và tốc độ xử lý khởi chạy phần mềm hay là khởi chạy máy tính nó đều nhanh. Trong quá trình các bạn làm việc ấy thì nó sẽ đầy ổ C bởi vì có rất nhiều loại rác, rác hệ thống, rác phần mềm, lỗi này lỗi kia chẳng hạn, nó sẽ nhét vào trong cái máy tính các bạn. Và nó nhét vào đâu? Nó nhét vào trong cái ổ C. Cái ổ C nó là cái ổ mà đầu não mà. Đấy thì để các bạn loại bỏ những cái rác đấy thì mình có một cách rất đơn giản là này. Các bạn sẽ ở cái giao diện bất kỳ nhá, dù desktop hay là ở trong bất kỳ chỗ nào, các bạn sẽ ấn hai phím cho mình là phím cửa sổ E. Ở đây thì đây, nếu mình các bạn không hiểu thì mình sẽ mở cái bàn phím ảo lên cho các bạn xem. Các bạn sẽ ấn hai phím là cái phím cửa sổ và cái phím R, quên mất, không phải cửa sổ E, nhầm, cửa sổ R để nó ra cái run. Đấy nhá, phím này và phím này nhá, cửa sổ và phím R. Thì bây giờ mình sẽ ấn cái cửa sổ R, nó sẽ ra cái run. Thì các bạn sẽ đánh cho mình là đơn giản thôi, phần trăm tem phần trăm. Đấy, các bạn ấn OK. Đấy thì ở đây nó sẽ ra cho các bạn cái JIT, PC, Docker, DXC, User, rất nhiều những cái này nữa. Vì trong quá trình mình làm, ví dụ như mình đang làm After Effects thì chẳng hạn, hoặc là mình làm về eLoot này, xong mình làm về Photoshop, hay mình làm bất kỳ gì đó thì nó sẽ tự tạo ra rác, các bạn thấy không? Đấy, đây là tất cả những cái rác này. Thì thường ấy là các bạn tắt máy đi nó cũng không hết đâu. Là nếu như các bạn muốn dọn rác ấy, là mình đây mình sẽ tắt bỏ phần mềm đi, mình sẽ lưu này lại cái. OK, eLoot nữa mình lưu này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn tất cả này, mình ấn gì nhỉ? Delete. Đấy thì nói chung là nó sẽ hỏi một số, nếu mà một số cái vẫn đang sử dụng ấy thì nó không xóa được thì các bạn cứ ấn skip đi, không sao hết, skip. Ở đây nó bảo là 170 cái item khá là lớn để cho vào thùng rác này, thì các bạn có muốn hoàn toàn xóa nó không? Cứ yes. Đây, còn nếu mà nó hỏi nhiều này thì các bạn cứ do this for all current item để cho nó bỏ qua tất cả những cái nào mà nó đang sử dụng. Tức là trong này nó vẫn có những cái nó đang sử dụng để nó chạy máy tính. Các bạn sẽ không xóa được nó nếu như mà mình vẫn đang mở máy tính này. Tốt nhất là các bạn nên xóa, một là các bạn xóa ngay từ cái lúc sau khi bạn sử dụng máy tính xong các bạn xóa, hoặc là hai là các bạn mới mở máy tính lên các bạn xóa cũng được. Mới mở máy tính lên xóa thì nó không bị hỏi những cái này. Còn mình đang dùng cái này thì nó có nhiều cái nó vẫn đang khởi chạy trong máy, chạy ngầm ấy thì là nó sẽ không cho xóa. Đấy thì các bạn sẽ ấn skip này đi. Đây nó xóa khá nhiều, 10 GB cơ mà. Đây là mình mới làm có một ngày hay là 2 ngày gì đó thì nó được bao nhiêu. Đó, các bạn nếu mà thấy máy chậm ấy, hoặc là đầy ổ ấy, thì các bạn dùng cái phương án này là cái phương án mà khá hiệu quả. Đó, OK, skip hết đi. Thì những cái này là những cái đang vẫn đang chạy, ví dụ mình đang thấy không, cam rec này, là mình đang quay cam tasia cho các bạn đấy, nên cái này nó không xóa cho các bạn được đâu. Thì tùy cái mà nó xóa được nhá, nếu như cái đang chạy là không xóa được. Thế thôi. Các bạn có thể thấy là cái ổ của mình nó sẽ còn 48 GB. Free lúc nãy là nó có 38 thôi phải. Đấy. Thì đấy một cái trò rất hay. Chúc các bạn thành công. Mình là Nguyễn Đức Hùng đến từ CV Design.